bản lĩnh vững vàng giúp U20 Việt Nam vượt qua thời khắc sinh tử. U20 Việt Nam đánh bại U20 Qatar nhờ tinh thần vững vàng cùng sức mạnh tập thể ấn tượng, nơi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã nhào nặn nên một đội bóng mạnh bằng chiến thuật hợp lý. Phút 83, trung vệ Đức Anh phạm lỗi với cầu thủ U20 Qatar trong vòng cấm. Hậu vệ của U20 Việt Nam có pha đẩy lưng ở tình huống không thực sự cần thiết và theo quán tính, đối thủ ngã xuống sân. Quả phạt đền cho U20 Qatar dẫu tranh cãi hay xuất phát từ pha xử lý hơi non kinh nghiệm của hàng thủ U20 Việt Nam thì đó cũng là điều bình thường ở một giải đấu trẻ. Và nếu sau khi Ahmed Angrawi của U20 Qatar ghi bàn gỡ hòa 1-1, U20 Việt Nam xuống tinh thần, thậm chí có thể thua ngược, âu cũng là chuyện thường tình ở sân chơi thiếu thốn kinh nghiệm, nhưng lại có rất nhiều biến số. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã không để những sai lầm phổ biến vốn được dán nhãn là bình thường với các cầu thủ trẻ ấy được xảy ra. U20 Việt Nam không hề lung lay ý chí sau bàn thua có phần oan nghiệt, mà vẫn giữ được trận địa tấn công. Để rồi ở phút 91, Văn Trường đã đánh đầu ngược chuẩn xác, ấn định chiến thắng nghẹt thở. Cả hai bàn của U20 Việt Nam ở trận này đều ghi ở những thời điểm đặc biệt. Pha lập công của Quốc Việt đến từ pha dứt điểm Dương Đông Kích Tây đánh bại thủ môn U20 Qatar diễn ra ở phút bù giờ hiệp 1. Đây là hiệp đấu U20 Việt Nam bị U20 Qatar dồn ép, nhưng các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn kiên trì chịu đựng áp lực, rồi bất ngờ phản đòn ngay ở thời điểm trước giờ nghỉ. Còn bàn thắng của Văn Trường được ghi ở phút bù giờ hiệp 2. Điểm chung của những pha lập công này đều là những đòn hồi mã thương khiến đối thủ không còn thời gian để gỡ hòa. Ghi bàn ở thời điểm then chốt trận đấu không bao giờ là nhiệm vụ đơn giản. Đó càng là điểm đáng khen của U20 Việt Nam. U20 Việt Nam đã chơi với sơ đồ 4-5-1 ở trận này. Thay đổi lớn nhất của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là kéo lùi tiền vệ Đức Việt về chơi như một mỏ neo hỗ trợ các trung vệ khi U20 Việt Nam tổ chức đội hình phòng ngự, chuyển thành 5-4-1, rồi đẩy một trung vệ khác là Đức Anh sang trấn giữ cánh trái. Ý đồ của cựu huấn luyện viên Khánh Hòa là muốn tăng tính kiểm soát bóng ở tuyến phòng ngự nhờ một tiền vệ giỏi phân phối bóng, đồng thời gia tăng khả năng phòng ngự cho cánh trái với một cầu thủ đeo bám, truy cản tốt. U20 Việt Nam đã chơi không tốt ở nửa đầu hiệp 1. U20 Qatar liên tục tấn công ở hai biên, đặc biệt là cánh trái với những mũi công giàu tốc độ. Đối thủ liên tục vô hiệu hóa tuyến giữa của U20 Việt Nam và áp sát cầu môn, dù vậy, tài năng của thủ môn Văn Bình cùng sự lăn xả của bộ đôi trung vệ Nguyên Hoàng, Mạnh Hưng đã giúp U20 Việt Nam sạch lưới. Đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dần thích nghi với nhịp chơi bóng của đối thủ và tổ chức phản đòn. Chìa khóa trong cách vận hành của U20 Việt Nam nằm ở sự kiên trì. Các cầu thủ tuân thủ chiến thuật, giữ cự ly đội hình tốt, chịu khó pressing và tổ chức phản đòn ngay khi có cơ hội. Trước khi sút tung lưới U20 Qatar, U20 Việt Nam đã có ít nhất 2 pha phản công sắc sảo. Bàn gỡ hòa của thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn là tình huống chuyển đổi trạng thái mà toàn đội đã tập dượt rất kỹ. Cũng giống trận gặp U20 Úc, U20 Việt Nam luân chuyển bóng mạch lạc, rồi kết thúc sắc bén nhờ khả năng săn bàn của Quốc Việt. Điểm sáng của U20 Việt Nam còn là sự vững vàng và tự tin sau khi thích nghi được với cường độ chơi bóng của U20 Qatar. Sang hiệp 2, Quốc Việt cùng đồng đội đã chơi lấn sân, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhờ khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công chớp nhoáng. Điều quan trọng của U20 Việt Nam là nhịp chơi được đảm bảo dù đối thủ gây áp lực hay nền tảng thể lực bị bào mòn cuối trận. Đáng ra, Văn Trường đã có thể kết liễu U20 Qatar với cú sút vào khung thành bỏ trống, nhưng bị cột dọc từ chối cơ hội. Tinh thần U20 Việt Nam vẫn như bàn thạch dẫu để thủng lưới, để rồi, cú đánh đầu ngược của Văn Trường là thành quả của bản lĩnh. Nền tảng tinh thần ấy xuất phát từ nhiều ngôi sao đã chơi ở những giải đấu tầm cỡ như Văn Trường, Văn Khang đá giải U23 châu Á, chiến thuật hợp lý, nhưng quan trọng hơn là niềm tin vững chắc vào năng lực của tập thể. HLV Hoàng Anh Tuấn đã xây dựng được đội bóng gắn kết đúng nghĩa để bay cao, và nếu cứ chơi với tinh thần này, kỳ tích đá bán kết giải châu Á như 7 năm trước chẳng còn cách quá xa tầm tay U20 Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ news. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.